Chúng ta thấy nó dài quá nên mọi người xuống dòng. Cả một bề mặt và cả một ẩn ở sâu bên trong ra để được và cả một ẩn. Và cả một ẩn tách. Ẩn ở sâu bên trong ra để điều trị tận gốc nguyên. Rồi, ở sâu bên trong da có vẻ là nó đã ẩn rồi đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng nó hơi thừa, chúng ta có thể xóa bỏ đi. Bề mặt và cả mụn ẩn để điều trị tận gốc nguyên. Để điều trị tận gốc này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ viết lại cái chữ A này. Rồi. Bề mặt và cả mụn ẩn để điều trị tận gốc. Và mụn ẩn. Chúng ta sẽ cắt cái phần vàng mụn ẩn này, nó dán lên trước. Canh nó ra. Dán lên trước. Điều trị tận gốc nguyên nhân gây ra mụn từ sâu bên trong, đồng thời nguyên nhân gây ra mụn từ sâu bên trong. Ta lại xuống dòng ở đây. Rồi, tiếp. Từ sâu bên trong, đồng thời nó sẽ là triệt tiêu toàn bộ. Đồng thời. Trong, đồng thời nó sẽ là triệt tiêu toàn bộ những triệt tiêu. Đồng thời nó sẽ triệt tiêu. Triệt tiêu toàn bộ những cái ổ mụn ở toàn bộ những cái ổ mụn. Rồi viết phụ đề thì chúng ta không cần phải viết giống y hệt đâu mọi người nhé. Ví dụ có những cái từ thừa như là những cái ổ mụn thì bây giờ mình không cần phải viết như vậy. Mình chỉ cần viết là toàn bộ những ổ mụn thôi. Mọi người hiểu không ạ? Ta cứ không cần nhất thiết là cứ phải 100%, khoảng 90-95% thôi. Ta ứng biến linh hoạt. Ổ mụn ở trên bề mặt và trong da không? Ở trên bề mặt và trong da. Từ da sai này, viết lại này. Trong da không phải loại mụn nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Da không phải loại mụn nào cũng điều trị trong. Không phải loại mụn nào. Cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Mọi người thấy không ạ? Khi mà chúng ta đã tách ra từ trước rồi ạ thì rất là nhàn, chúng ta chỉ ở đến đâu, chúng ta chỉ cần làm đến đâu là mọi người sẽ cứ thế viết thôi, chứ chúng ta không cần phải bấm thêm chữ hay là cái gì cả. Đó, và nó rất chính xác, nó rất chính xác. Giống nhau, những mụn cám, mụn đầu đen hay những mụn cám, mụn đầu đen. Mụn cám này phải đi. Phải. Mụn đầu đen. Rồi những mụn cám này, mụn đầu đen này. Đầu đen hay mụn sợi ba nhờn cắp hay mụn sợi ba nhờn các bạn có thể điều trị trong một thời gian rất là ngắn. Các bạn có thể điều trị.
rất là ngắn. Nhưng đối với những mụn nhiễm khuẩn, những mụn nhiễm khuẩn hay mụn mạch nươn, thì các bạn có thể là xác định điều trị mụn trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Năm là chuyện hết sức bình thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại nha. Sự thật trần trụi về điều trị mụn. Càng điều trị mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn. Trong giai đoạn đầu tiên khi các bạn điều trị mụn thì các bạn phải xác định là phải đẩy toàn bộ những cái mụn ẩn ở sâu bên trong da của mình lên trên bề mặt để xử lý. Quá trình này mình sẽ xử lý cả mụn bề mặt và cả mụn ẩn để điều trị tận gốc nguyên nhân gây ra mụn từ sâu bên trong. Đồng thời nó sẽ là triệt tiêu toàn bộ những cái ổ mụn ở trên bề mặt và trong da. Không phải loại mụn nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Những mụn cám, mụn đầu đen hay mụn sợi ba nhờn các bạn có thể điều trị trong một thời gian rất là ngắn. Nhưng đối với những mụn nhiễm khuẩn hay mụn mạch nươn thì các bạn có thể là xác định điều trị mụn trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chuyện hết sức bình thường. Rồi, chúng ta thấy tuyệt vời rồi đúng không ạ? Bây giờ thì mọi người có thể thêm những cái hiệu ứng cho chữ của mình. Tuy nhiên là chúng ta không phải cái phần nào chúng ta thêm hiệu ứng, mà mọi người chúng ta sẽ thêm cách nó ra khoảng một vài cái, chúng ta sẽ thêm một cái hiệu ứng cho chữ để cho nó sinh động hơn và hấp dẫn hơn. Nó sinh động hơn và hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Rồi, ví dụ bây giờ con sẽ thêm là ở cái phần thì mụn lại mọc nhiều hơn này. Thì bây giờ con sẽ click 2 lần vào cái màu cam này. Click 2 lần vào đây. Qua chọn hiệu ứng động. Đó, và qua chọn cái hiệu ứng cho nó thôi. Rồi. Áng chừng lên khoảng 3-4 cái thì chúng ta lại tiếp tục chọn hiệu ứng động. Lại chọn cái hiệu ứng động khác đi. Đây. Rồi, hiệu ứng động này. Đấy. Tiếp này. Rồi. Mục đích của việc chúng ta thêm cái hiệu ứng động này là cái gì? Để giúp video của mình nó có chuyển động. Khi mà mọi người làm video theo dạng chuyên gia này này thì video của chúng ta ngồi yên đúng không ạ? Ngồi yên thì người ta rất là chán mắt, và mọi người cần nhớ nguyên tắc 3 giây. Tức là cứ mỗi 3 giây ấy mà không thay đổi một góc cảnh quay hay là không có chuyển động thì người xem họ rất nhàm chán và họ sẽ dễ dàng bỏ đi. Vậy nên mục đích của việc chúng ta thêm những cái hiệu ứng này vào để giúp cho video của mình nó sinh động hơn, nó có chuyển động hơn. Chúng ta không cần phải thêm nhiều quá, mọi người cứ cách vài cái thôi, mọi người thêm một cái vào. Rồi. Ok, hiệu ứng của chữ đã xong. Chúng ta có thể lát nữa thì mọi người có thể chỉnh lại nhé. Những cái phần nó bị viết hoa này thì mọi người chỉnh lại. Viết thường nó đi. Viết thường. Chúng ta viết thường nó. Viết thường.
thời vết thương. Vết thương. Edit một video như thế này thì chúng ta sẽ cần phải bỏ thời gian khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng mọi người nhé. Chúng ta bỏ từ 30 phút đến 1 tiếng chúng ta làm. Tuy nhiên là chúng ta lên cái video nào nó sẽ chất video đấy, chứ không phải là mình làm cho có, đúng không ạ? Mọi người đừng làm cho có. Chúng ta đã không làm thì thôi, mà làm là chúng ta phải làm chỉ chu. Đấy, vậy nên là mọi người hãy xem kỹ cái video này. Quang đã quay toàn bộ cái quá trình mà Quang đã edit một video như thế nào. Có thể là về phần kỹ thuật, về phần thẩm mỹ của Quang nó không được tốt lắm, đúng không ạ? Không được tốt như các bạn làm edit chuyên nghiệp. Tuy nhiên là về phần tư duy khi mà chúng ta edit ấy, thì Quang sẽ có thể là truyền tải cho mọi người. Chúng ta cần phải thêm hiệu ứng như thế nào, mục đích của việc thêm hiệu ứng là gì. Đó, thì những cái mà Quang sẽ có thể truyền tải cho các anh chị. Và đây là một cái video có đầy đủ những cái yếu tố mà chúng ta cần phải có. Rồi. Sau khi mà chỉnh chữ xong thì mọi người đến phần là chỉnh hiệu ứng của video nhá. Thì chúng ta sẽ có bao nhiêu loại hiệu ứng? Đầu tiên mọi người sẽ nhìn giúp Quang ạ, có 3 loại hiệu ứng. Hiệu ứng đầu tiên đó là loại hiệu ứng ở bên ngoài phần trang chủ. Đây, phần trang chủ ở đây thì sẽ có một loại hiệu ứng. Thì chúng ta thử bấm vào hiệu ứng này xem nó như thế nào. Mọi người bấm vào và chúng ta chọn vào hiệu ứng video. Đầu tiên chúng ta chọn hiệu ứng. Sau đó chúng ta chọn hiệu ứng video. Ở phần này thì mọi người chỉ dùng cho Quang cái hiệu ứng nhiều hơn trong giai đoạn. Hiệu ứng của phần cơ bản thôi nhá. Chúng ta chỉ dùng của cơ bản thôi. Chứ chúng ta không dùng các hiệu ứng khác. Các hiệu ứng khác nó rất là màu mè và trẻ con. Vậy nên chúng ta sẽ không dùng những cái này. Chúng ta chỉ dùng ở phần cơ bản thôi. Và ở phần cơ bản này mọi người kéo xuống giúp Quang ở bên dưới ấy, nó có một cái phần là thu phóng chậm. Nó có một phần thu phóng chậm. Có rất nhiều hiệu ứng ở đây. Tuy nhiên là có một phần thu phóng chậm. Chúng ta cùng xem nào. Chỉ mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn trong giai đoạn đầu tiên. Mọi người thấy không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng cái hiệu ứng thu phóng chậm này thì khung hình nó sẽ di chuyển từ từ, nó zoom to lên rồi giật ngược lại. Nó rất là sinh động, đúng không ạ? Rất là sinh động. Mục đích của cái hiệu ứng này là chúng ta sẽ cho vào những cái điểm nhấn. Chúng ta sẽ cho vào những cái điểm nhấn. Ví dụ những cái câu nói nào mà chúng ta quan trọng, những câu nói nào mà nghe có vẻ hấp dẫn, chúng ta thêm điểm nhấn này vào. Thì bây giờ Quang sẽ tìm thử xem nha. Cần chủi về điều trị mụn, càng điều trị mụn. Rồi, đây, ví dụ càng điều trị mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn. Nghe có hấp dẫn không ạ? Thật trần trụi về điều trị mụn, càng điều trị mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn trong da. Rồi, ok. Rồi, chúng ta bấm vào, chúng ta kéo nó về đây. Lại càng mọc nhiều hơn trong giai đoạn đầu tiên. Được chưa ạ? Rồi, Quang sẽ hướng dẫn mọi người điều chỉnh nha. Mụn lại càng mọc nhiều hơn trong giai đoạn đầu tiên khi các bạn. Rồi, bây giờ Quang sẽ hướng dẫn mọi người điều chỉnh cái này nhá. Ok, chúng ta sẽ đưa cái thanh trắng dài này, thanh trắng dọc này đến cái đoạn mà chúng ta bắt đầu muốn xuất hiện hiệu ứng. Thì Quang sẽ đưa đến đoạn này, bắt đầu muốn xuất hiện này. Quang chọn vào thêm hiệu ứng video. Chọn vào cơ bản. Rồi, chúng ta tìm xuống thu phóng chậm. Càng điều trị mụn thì mụn lại càng mọc nhiều. Sau đó chúng ta chọn vào tùy chỉnh. Mọi người chọn vào tùy chỉnh. Ở phần đầu tiên là phần tốc độ. Phần tốc độ này tức là cái tốc độ di chuyển từ khi mà khung hình nhỏ đến lúc mà khung hình nó to lên này, nó phóng to lên này. Thì mọi người muốn nhanh hay chậm, chúng ta chọn ở đây. Càng điều trị mụn thì mụn lại càng. Đó, như này đi rất chậm đúng không ạ? Còn như này. Càng điều trị mụn thì nó lại đi rất càng nhanh. Điều trị mụn thì càng điều trị mụn thì mụn lại càng điều trị mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn. Rồi thì Quang sẽ cho tốc độ nó vừa phải. Có bấm đặt lại này. À không phải, mọi người đừng bấm đặt lại nhá. Cái này là reset hay sao ấy. Khoảng này, phần khoảng này, khoảng tức là chúng ta muốn cho to hết cỡ là đến đâu. Khi mà zoom lên ấy thì mọi người muốn to hết cỡ là đến khoảng nào thì Quang sẽ cho đến khoảng này thôi nhá. Khoảng này thôi chứ không to quá đâu các bạn. Càng điều trị mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn. Đó, như vậy.
thêm một chút đi, 39 đi. Càng điều trị mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn. Biến đổi ngang này, biến đổi ngang tức là sao ạ? Tức là chúng ta muốn di chuyển lên hay xuống này thì mọi người phải di chuyển xuống chứ đúng không ạ? Di chuyển xuống này. Càng điều trị mụn thì mụn lại càng. Để gương mặt của chúng ta vào đúng điểm 1/3 khi mà zoom lên, chứ nếu mà chúng ta để như ban đầu ấy thì chị sẽ bị cắt mất phần chóp đỉnh ở trên đầu. Biến đổi dòng này, biến đổi dòng là như này. À, đây là biến đổi dòng này. Rồi, biến đổi dòng thì chúng ta cứ để nguyên nhé. Mọi người đừng đừng kéo cái này. Biến đổi dòng chúng ta kệ nào. Rồi. Càng điều trị mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn trong giai đoạn đầu. Rồi xong. Tuy nhiên là ở đây mọi người thấy rằng là nó có thừa này, hiệu ứng nó bị thừa ra ngoài này. Chúng ta muốn là sau cái câu nói đầu tiên này thì nó sẽ hết cái hiệu ứng này đúng không ạ? Đó, bởi vì là cái câu nói này là một câu nói rất giật gân thì chúng ta cần phải tách bỏ cái này đi. Chúng ta bấm vào cái hình màu tím này và kéo bấm vào cái trắng này này, trắng dài dài dày dày này. Chúng ta kéo lại này. Không ạ, đợt đẩy rồi, kéo này, kéo cái này lại này. Mọi người thấy nó thu lại không ạ? Đến đây, hết. Rồi, chúng ta xem nha. Mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn trong giai đoạn đầu tiên khi các bạn điều trị mụn thì các bạn phải xác định là phải đẩy toàn bộ những cái mụn ẩn ở. Rồi, đoạn này mọi người thấy rằng là nói một cái shot này rất là dài. Từ đoạn này là 5 giây. 5 giây này. Đến đây là 14 giây, tức là 9 giây không có bất kỳ một chuyển động nào của video cả. Khi các bạn điều trị mụn thì các bạn phải xác định. Rồi. Thì các bạn phải xác định mụn thì. Rồi, vậy thì qua sẽ cắt ở cái phần là khi các bạn điều trị mụn nha. Khi các bạn điều trị mụn thì các bạn phải xác. Rồi, và đây thì Quang sẽ thêm một cái hiệu ứng vào đây. Loại hiệu ứng số 2, đó là hiệu ứng chuyển cảnh. Hiệu ứng chuyển cảnh ở đây. Chuyển cảnh. Thì mọi người có để ý một cái ô vuông ở đây không ạ? Một cái ô vuông màu trắng này. Ô vuông màu trắng có cái gạch đen ở giữa đấy. Thì chúng ta bấm vào cái ô vuông này. Chúng ta chọn những cái hiệu ứng ở đây. Thì các bạn phải xác định. Tuy nhiên là sẽ có những cái hiệu ứng mà nó khiến cho bị nhại tiếng, bị hai tiếng nó đè lên nhau. Đây ví dụ như mọi người xem này. Thì các bạn phải xác. Đây này. Thì các bạn phải xác định. Đó. Mọi người thấy không ạ? Hai cái tiếng của nó bị đè lên nhau. Hai tiếng bị đè lên nhau và dấu hiệu để phát hiện những cái hiệu ứng như thế này đó chính là sau khi thêm thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái đường gạch chéo ở đây. Thì hai cái âm thanh này mọi người nhìn này. Đến đây nhá, là nó bị chồng lên nhau này, cái khoảng giữa này, mọi người thấy nó bị đè hai cái son lên nhau chưa ạ? Thì mọi người sẽ không lấy cái hiệu ứng nó giống như vậy, chúng ta đừng lấy những cái hiệu ứng nó giống như vậy, mà chúng ta hãy chọn những cái hiệu ứng nào mà sau khi thêm vào ấy nó sẽ thẳng, nó sẽ có một cái đường thẳng ở đây. Rồi thì bây giờ Quang sẽ làm cho mọi người xem. Thì các bạn đó, ví dụ như cái hiệu ứng này nhá. Thì nó sẽ không phải là cái chéo đúng không ạ? Mà nó là thẳng này. Nó là thẳng này. À, chúng ta sẽ chọn những cái hiệu ứng như vậy. Đoạn đầu tiên khi các bạn điều trị mụn thì các bạn phải xác đấy, định là. Đấy, mọi người thấy không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn. Thì các bạn phải xác định mụn. Sao máy ảnh đi. Mụn thì các bạn phải xác. Rồi đây, cái này đi. Ok ạ, đấy mọi người thấy không ạ, đây này, nó thẳng như thế này, tức là nó không bị đè tiếng lên nhau. Còn nếu như mà nó mà chéo ấy, là nó sẽ đè lên nhau ấy. Đầu tiên khi các bạn điều trị mụn thì các bạn phải xác định. Tuy nhiên là mọi người nhìn này, có hai cái chữ nó bị chèn lên nhau này, Quang sẽ phải chỉnh lại. Muốn chỉnh thì chúng ta kéo đến đó và chọn vào văn bản. Kéo đến đoạn muốn chỉnh và chọn vào văn bản. Đây, mọi người thấy không ạ? Đó, chúng ta sẽ kéo cái chữ thì bạn phải xác định này sang đây. Khi các bạn điều trị mụn thì các bạn phải xác định là phải đẩy toàn bộ những cái mụn ẩn ở sâu bên trong da của mình lên trên bề mặt để xử lý. Quá trình này mình sẽ xử lý cả mụn bề mặt. Rồi, để xử lý. Đoạn này thì lại một đoạn rất dài nữa, nó không có bất kỳ một chuyển động, một cái hiệu ứng nào cả. Thì mình sẽ có thể thêm một cái hiệu ứng nữa vào đây. Và đây là loại hiệu ứng thứ ba mà con sẽ sử dụng, đó chính là hiệu ứng của ở trong video. Thì bây giờ chúng ta bấm vào cái thanh băng này, mọi người bấm vào thanh băng này. Thì nó lại xuất hiện một cái chữ nữa gọi là hiệu ứng động. Nó lại xuất hiện thêm một cái chữ nữa là gọi là hiệu ứng động. Thì chúng ta bấm vào hiệu ứng động. Ở đây có vào, có ra, có kết hợp. Chúng ta sẽ bấm vào vào. Được chưa ạ? Quá trình Rồi, Quang sẽ chọn cái quay lên 2 này.
và mọi người tùy theo muốn tốc độ của mình đến đâu. Quá trình này mình sẽ xử lý cả tuy một nhiên mọi người đừng để nó lâu quá nhá, để lâu quá là không ổn đâu ạ. Chúng ta chỉ để ngắn thôi, nó sẽ phải xuất hiện à, nó sẽ hiệu ứng và nó sẽ phải xuất hiện nhanh một cái thôi. Chúng ta thử nào. Này mình sẽ xử lý cả mụn bề mặt và cả mụn ẩn. Rồi chúng ta thử lại nha. Xử lý quá trình này mình sẽ xử rồi đấy mọi người thấy các bạn nó xuất hiện nhanh như vậy. Lý quá trình này mình sẽ xử lý cả mụn bề mặt và cả mụn ẩn để điều trị tận gốc nguyên nhân gây ra mụn từ sâu bên trong, đồng thời nó sẽ là sâu bên trong này. Bên trong đồng bấm vào đây này. Rồi mọi người bấm vào cái trắng này là hiệu ứng chuyển cảnh này, bấm vào thanh băng này là ra hiệu ứng động này, rồi để nguyên ở trang chủ này thì là hiệu ứng của video này, được chưa? Rồi bắt đầu từ đây này. Từ sâu bên trong, đồng thời nó sẽ là triệt tiêu toàn bộ những cái ổ mụn ở trên bề mặt. Từ sâu bên trong. Sâu bên trong, ở đây cho một hiệu ứng đi. Bên trong, đồng thời. À. Rồi mọi người xem nhé. Sâu bên trong, đồng thời nó sẽ là triệt tiêu toàn bộ những cái ổ mụn ở trên bề mặt và trong da. Không phải loại mụn nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Những mụn cám, mụn rồi trong da. Không phải loại mụn nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Ví dụ chúng ta muốn nhấn mạnh ở cái chữ giống nhau này thì chúng ta có thể thêm một cái âm thanh, cái sound effect, ví dụ như là tiếng tinh đúng không ạ? Chúng ta sẽ lên trên YouTube chúng ta gõ là tiếng tinh. Đấy, mọi người sẽ gõ qua là tiếng tinh. Rồi. Đó. Và chúng ta quay màn hình lại, chúng ta quay màn hình lại. Tiếng tinh chúng ta quay màn hình lại nha. Bấm vào sau đó chúng ta bấm quay màn hình, chọn vào quay màn hình. Rồi, ở đây rồi đúng không ạ? Sau đó chúng ta sang đây. Chúng ta chọn vào âm thanh, chọn vào đã trích xuất, đã trích xuất. Đó, và chúng ta chọn cái có tiếng tinh đó. Các bạn sẽ tìm về tiếng tinh đâu rồi ạ? Bởi vì hiện tại là Quang đang quay màn hình để hướng dẫn cho mọi người, thế nên là không thể ghi cái tiếng tinh đó. À đây rồi, tiếng tinh đây rồi. Đây ạ, mọi người nhìn thấy ở đây không ạ? Này, qua chọn này. Chúng ta chọn vào chỉ nhập âm thanh. Chỉ nhập âm thanh nha. Rồi. Và ở đây thì mọi người lại nhìn thấy là có một cái thanh ngang thẳng mà nó không có âm thanh gì cả. Nó không có âm thanh gì cả. Thì bây giờ chúng ta cần phải tách ở đây. Tách ở đây. Tách ở đây. Được chưa ạ? Chúng ta xóa bỏ phần trước đi. Và đẩy cái này đến. Một thời gian giống nhau. Những mụn. Giống nhau. Đây chúng ta cho tinh ở đây. Gần. Thời gian giống nhau, những mụn cám, mụn đồng. Mọi người thấy không ạ? Nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều. Không phải loại mụn nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Những mụn cám, mụn đầu đen hay mụn sợi ba nhờn, các bạn có thể điều trị trong một thời gian rất là ngắn. Nhưng đối với những mụn nhiễm khuẩn. Rồi, đoạn này nó lại rất là dài, rất lâu sau, không tách một chút nào, không có bất kỳ một hiệu ứng nào. Rồi, thì đến đoạn này, con sẽ tách nó ra. Điều trị trong một thời gian rất là ngắn. Ngắn này. Tách nó ra ở đây. Nhưng ngắn. Rồi tách ở đây. Được chưa ạ? Một thời gian rất là ngắn. Nhưng đối với những mục đích của việc tách này thì chúng ta sẽ thêm một cái hiệu ứng gì đó vào đây. Có thể thêm hiệu ứng động này. Hiệu ứng động thì chúng ta bấm vào cái băng này. Bấm vào thanh băng. Chọn hiệu ứng động. Chọn vào. Nhưng đối. Rồi chọn cái này đi. Một thời gian rất là ngắn. Nhưng đối với những mụn nhiễm khuẩn hay mụn mạch nươn thì các bạn có thể là xác định điều trị mụn trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chuyện hết sức bình thường. Xác định điều trị mụn trong vòng 6 tháng. Rồi. Sự thật trần trụi về điều trị mụn. Càng điều trị mụn thì mụn lại càng mọc nhiều hơn. Trong giai đoạn đầu tiên khi các bạn điều trị mụn thì các bạn phải xác định là phải đẩy toàn bộ những cái mụn ẩn ở sâu bên trong da của mình lên trên bề mặt để xử lý. Quá trình này mình sẽ xử lý cả mụn bề mặt và cả mụn ẩn để điều trị tận gốc nguyên nhân gây ra mụn từ sâu bên trong. Đồng thời nó sẽ là triệt tiêu toàn bộ những cái ổ mụn ở trên bề mặt và trong da. Không phải loại mụn nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Rồi, ở đoạn này chúng ta có thể thêm đoạn này nhấn mạnh đúng không ạ? Đây là một câu nhấn mạnh đúng không ạ? Chúng ta có thể thêm cái hiệu ứng là
thu phóng chậm đấy, chúng ta thêm thu phóng chậm thì chúng ta trở về trang chủ. Đây là trang chủ này, có chữ chỉnh sửa này. Chúng ta chọn vào phần hiệu ứng này. Chúng ta chọn vào hiệu ứng video này. Chọn sang cơ bản này. Kéo xuống phần thu phóng chậm nha. Đây. Nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Tùy chỉnh. Tốc độ chúng ta có thể để nguyên. Phần khoảng chúng ta thu nhỏ lại một chút. Được chưa? Nào. Biến đổi ngang này. Nào cũng điều trị trong một... Biến đổi ngang này chúng ta kéo này. Đó. Nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Những mụn... Được chưa? Ra không phải loại mụn nào cũng điều trị... Đẩy về một chút. Ra không phải loại mụn nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Rồi, kéo cái này về. Thu vào đây. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là hiệu ứng này chúng ta để bị hơi to đúng không ạ? À, tùy chỉnh này, chúng ta sẽ phần khoảng này chúng ta cho nhỏ hơn một chút. Loại mụn nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Rồi, cho nhỏ hơn một chút. Trong da không phải loại mụn nào cũng điều trị trong một thời gian giống nhau. Những mụn cám, mụn đầu đen hay mụn sợi ba nhờn các bạn có thể điều trị trong một thời gian rất là ngắn. Nhưng đối với những mụn nhiễm khuẩn hay mụn mạch nươn thì các bạn có thể là xác định điều trị mụn trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chuyện hết sức bình thường. Ok, rồi. Sau khi mà chúng ta đã xong tất cả các cái hiệu ứng, những cái âm thanh, những cái meme rồi thì bây giờ mọi người có thể thêm hình minh họa. Chúng ta có thể thêm hình minh họa. Hơn trong giai đoạn đầu tiên khi các bạn điều trị mụn thì các bạn phải xác định là phải đẩy toàn bộ những cái mụn ẩn ở sâu bên trong da của mình lên trên bề mặt. Rồi, thì bây giờ chúng ta có thể lên trên mạng, lên Safari chúng ta gõ nha. Là mụn ẩn. Mụn ẩn. Được chưa ạ? Chúng ta gõ mụn ẩn. Nó gõ mụn ẩn này. Gõ này. Chúng ta chọn ra phần hình ảnh. Chọn ra hình ảnh. Đó đấy. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều các cái hình ảnh về mụn đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta đừng lấy những cái mụn nào mà nhìn nó ghê rợn quá. Mà nếu như mà mình lấy được ảnh hoạt hình là tốt nhất mọi người nhé. Lấy được ảnh hoạt hình là tốt nhất. Còn nếu những cái mụn mà nhìn nó ghê quá ấy, thì có thể là TikTok sẽ đánh giá rằng đây là hình ảnh gây ra sự kinh dị cho người xem. Đấy, vậy nên là mọi người đừng lấy những cái nào mà nó khiến cho người xem cảm thấy kinh hãi. Chúng ta lấy những cái nó vừa phải thôi. Rồi thử cái này xem. Cái này có vẻ được đúng không ạ? Ok, chúng ta lấy cái này, sau đó chúng ta sẽ có thể cho nó thành ảnh trắng trắng đen. Chúng ta thêm vào ảnh này. Thêm vào ảnh nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ quay trở về đây. Nào phải đẩy toàn bộ của những cái mụn ẩn. Rồi, mụn ẩn này. Bây giờ mụn ẩn, Quang sẽ bắt đầu muốn thêm cái mụn ẩn này vào. Thì như thế nào? Đầu tiên, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta phải đẩy thấp. Chúng ta phải đẩy thấp cái video gốc của mình xuống dưới một chút. Ok, bấm vào thanh băng. Bấm vào thanh băng. Kéo thấp xuống. Kéo thấp xuống một chút. Rồi, mọi người kéo. Thấp xuống một chút ạ. Kéo thấp xuống ạ. Rồi, quay trở một chút. Rồi, kéo đến khoảng này nhá. Thế này được chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ thêm hình ảnh vừa rồi vào bằng cách đó chính là chọn lớp phủ. Mọi người chọn cho Quang vào lớp phủ này. Lớp phủ nha. Chọn thêm lớp phủ. Chúng ta chọn sang hình ảnh. Hình ảnh. Chúng ta chọn vào hình ảnh chúng ta vừa lấy. Bấm thêm. Được chưa ạ? Chúng ta đẩy hình ảnh này lên trên. Đẩy hình ảnh này lên trên.